Làm thế nào để mình thắng được trong cái phần smart trade? Quên, chị chỉ cần focus ba cái rule này, nhớ tập trung chỉ cần ba rule thôi. Tại vì nhiều rule quá mình không nhớ, mà nhiều rule quá đó mình nhớ hồi mình cũng quên. Mà trong đầu tư đó, cái gì mà nó nhiều quá mà mình phải nhớ đó thì gần như mình sẽ không biết cách áp dụng. Ba cái đơn giản thôi. Cái điều đầu tiên đó là đôi khi mình đầu tư đó mình sẽ ngứa cái tay, và mình lúc đó là mình chịu không nổi, đúng không? Trong đây không biết ai có ngứa tay hay không, nhưng mà khi mà mình đầu tư mình sẽ ngứa cái tay, và mình ngứa cái tay mình thắng xong mình sẽ chịu không nổi và thấy đồng cô đã lên quá, thôi mình đầu tư chút đi, mình đầu tư xong bắt đầu mình đầu tư tiếp tục, mình gỡ lại. Nhưng mà cái chìa khóa ở đây đó là các bạn phải kỷ luật, chỉ mua khi nào mà cái market nó đỏ lè. Đỏ lè nghĩa là gì? Là cái market trong một ngày nó chóp 10-15%, hoặc là trong một tuần đó nó chóp 15-20%. Thì cái phần này á nó sẽ đơn giản rất là nhiều hơn là cái phần technical analysis mình coi cho như thế nào. Rule số 2, next strategy là điều gì? Trong tháng đó mình chỉ tập trung á là ba cái đồng coin thôi là chính để mình trade, không quá ba đồng coin. Trong tháng đó có nhiều người, tại sao họ thất bại trong vấn đề trading, để chị mình nhấn mạnh lại phần này. Nhiều người họ thất bại trong vấn đề trading á, họ trade quá nhiều đồng coin đi, thấy coin nào hot là trade. Ok, nhiều lắm, trade đến nỗi mà họ không biết họ đang trade cái gì luôn. Nhưng mà những người cao thủ mà trade đó, họ chỉ tập trung kinh khủng 1-3 đồng coin họ trade trong tháng đó thôi, và những đồng coin top coin. Ok, và ở đây chị mình sẽ nói trong tháng đó mình chỉ tập trung 1-3 đồng coin để mình trade, một đồng coin cũng được nữa, hay là 1-3 đồng coin mình trade, nhưng với điều kiện đó là 1-3 đồng coin đó các bạn phải biết được, các bạn phải biết được á là thường thường cái đồng coin đó là nó risk cái dip là khi nào, là cái giá thấp nhất nó gất xuống là cỡ nào, và cái giá cao của nó thường thường nó lên là cỡ nào. Thí dụ nha, chị mình sẽ nói nè, thí dụ chị mình để ý cái đồng coin near đó là thường thường nó gất xuống 1 đồng 70 cent cho đến 1 đồng 90 cent là gần như là ok. Là ok liền, đúng không? Là trong những tháng vừa qua, 3-4 tháng vừa qua là nó tới 1 đồng 70 cent đến 1 đồng 90 cent là gần như nó sẽ không gất thấp hơn nữa, mà nó thấp hơn nữa chị mình sẽ mua thêm. Thì gần như khi mà chị mình thấy thằng near đó, mình chỉ cần lợi nhuận 20%, 30% là mình bán đi được rồi. Dogecoin cũng như vậy. Chị mày để ý Dogecoin trong 3-6 tháng vừa qua đó, cái market hiện tại bây giờ đi sideways, nó lên nó xuống lên xuống. Thì Dogecoin thường thường đó nó dao động khoảng chừng 0.072 hay là 0.07 cho đến 0.082 là cái giá dip của nó, và sau đó nó lên lại 0.10, 0.11 và sau đó nó gớt lại, thường thường là như vậy. Chị mày không nói nó sẽ không bắn lên luôn, nhưng mà hiện tại đó mày muốn trade thì mày phải hiểu được cái giá bottom của nó như thế nào, không cần thằng technical analysis gì hết, cái đó là nó không chạy đi đâu hết. Ok, và đó là rule số 2. Rule số 2 đó là tìm 3 đồng coin, 1-3 đồng coin mà mình hiểu rất là sâu, mình tin vào nó và mình biết được cái giá nó dip là cỡ nào. Điều số 3 là cái điều hơi căng nè. Okay, cái này là cái điều mà thực sự ra đó biết được chưa chắc gì làm được. Ok, điều số 3 đó là mình phải kỷ luật, phải bán đi khi cái đồng coin của mình nó lợi nhuận 20-30% trong tuần đó hay là trong tháng đó. Ví dụ quý anh chị mua Dogecoin á, mua được, bắt được cái dip, chị mình nói thí dụ nha, bắt được cái dip mua Dogecoin được khoảng chừng 0.08 hay là 0.07 gì đó giả sử. Ok, sau đó bắt đầu Dogecoin á nó bay lên khoảng chừng 0.10 hay 0.09 mấy là lợi nhuận trong một tuần luôn đó, 20%, 30%. Sau đó đó là quý anh chị đáng lẽ phải bán, tại vì đây là trading mà. Cái phần này là cái phần là mình không thể quy đi, em lấy ok thắng mình đã lợi nhuận được 30% rồi, thấy bị nó lên quá đi, nó xanh quá đi, thôi cho lên 40% mình bán, thôi bây giờ 40% nha, tốt rồi, thôi đợi lên 50% bán luôn. Đừng làm như vậy quý anh chị. Thì đó là cái điều rule số 3, kỷ luật bản thân của mình trong tháng đó mình phải bán đi khi lợi nhuận 20% hay là 30%. Nếu mà thực sự ra quý anh chị chỉ cần hiểu được 3 cái rule này thôi đã đáng giá hơn 3.000-5.000 đô la, rất là nhiều rồi. Cái này là tinh hoa trong vấn đề đầu tư. Thì bây giờ đã cái câu hỏi đặt ra đó, Jimmy, lỡ như giả sử như là anh mua vào cái thằng, anh nói thí dụ thôi nha, bây giờ anh mua vào cái thằng Dogecoin, cái giá của nó bây giờ anh mua thấy là nó đã dip khoảng chừng 15% trong một ngày, anh mua vào. Bây giờ đó vừa mua vào xong á, thằng Dogecoin khoảng chừng 8 cent, nó gớt một phát xuống còn có 5 cent thôi chưa Jimmy. Thì giờ mày làm sao đây? Mua tiếp thôi chứ giờ sao? Nó gớt, bây giờ nó gớt thấp hơn nữa thì mày apply dollar cost average vào nó, và sau đó nó gớt thấp hơn nữa mà nó kéo dài trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, biến cái đó thành long term. Là cái trading của mình hiện tại đó là mình biến thành long term luôn. Tại vì sao? Nếu trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình mua vào và mình mua vào tiếp mà nó dip tới như vậy thì thị trường nó gớt, sau đó mình đã áp dụng formula mà nó gớt nữa thì mình chỉ mua vào tiếp tục và mình đợi chờ và mình biến cái này thành long term thì không mất mát gì cả. Một trong những cái điểm nổi trội của cái phần trading spot đó là gì? Khi mà cái coin của mình nó gớt thậm tệ mình không mất tiền. Cái nguy hiểm của cái phần future đó quý anh chị, đó là điều gì? Khi mà quý anh chị không hiểu được quy tắc của cái này và quý anh chị đầu tư vào future đó, xin lỗi, trong tuần vừa qua có một ví dụ, có một bạn hỏi chị mày về future, chị mày tuyệt đối không dạy. Khoan dạy đã, tại vì quý anh chị phải hiểu được cái điều này, mà không hiểu được điều này dạy á là mang họa luôn. Những cái sàn như là Binance, những cái sàn lớn trên thị trường hiện tại ngay bây giờ quý anh chị biết đó, là tụi nó ăn rất là nhiều tiền từ những cái người chơi future, từ những người chơi future, họ chơi 10x, 50x, 100x luôn. Tại vì sao á? Họ sẽ đẩy những đồng coin. Thì quý anh chị thấy là tại sao Bitcoin á nó lên
lên khoảng chừng 30 mấy ngàn, gần 31 ngàn, và bây giờ nó bắn một phát xuống 27 ngàn, gần 26 ngàn. Jimmy sẽ trả lời cái câu này cho mọi người luôn một cách ngắn gọn luôn. Và tuần trước, hai tuần trước, Jimmy có nói là Bitcoin có cơ hội rất là cao để xuống lại. Tại vì sao Jimmy nói điều này? Jimmy không thấy được dấu hiệu để cho Bitcoin có thể bay lên trong thời gian sắp tới. Nó không có cái dấu hiệu hiện tại ngay bây giờ. Kinh tế đang đi sụp đổ, bây giờ job đang bị lay off. Jimmy chỉ thấy được một cái dấu hiệu là market đang bị cái sàn nó control mà thôi, nó cố tình đẩy lên để giết những cái người mà mua những đồng coin đi xuống. Và bây giờ nhiều người thấy bây giờ Bitcoin bay lên 30 ngàn rồi, sẽ bay lên 40 ngàn, 35 ngàn, nó đẩy một phát xuống dưới, những người chơi future bị chết hết. Thì quý anh chị sẽ hiểu được là tại sao á những cái đồng coin nó bay lên bay xuống, nó muốn giết chết những cái người đó để họ ăn tiền rất là nhiều. Sàn nó kiếm rất là nhiều tiền trong thời gian vừa qua, tại vì sao? Nó cố tình đẩy những đồng coin lên, đẩy đồng coin xuống để nó giống hay là nó clean những cái tài khoản của những người mà gambling hiện tại ngay bây giờ trong cái vấn đề future. Tại vì những cái phần spot trade này đó, mình trading mình có thể turn nó thành long term, tại vì mình mua share đó mà, mình có thể bán ra bất cứ lúc nào, mình có thể giữ thành long term cũng được, không thành vấn đề. Cho nên á, chung á là cái phần smart trade này đó, nếu mà nó xuống thấp quá đó thì mình turn nó thành long term. Thì đây là ba cái rule. Ok, nếu anh chị nào thật sự nghiêm túc và muốn học cách đầu tư chuẩn, gia tăng kỹ năng nhạy bén để mình có thể tồn tại trong thị trường này, và cái quan trọng hơn nữa đó là làm sao để mình có thể gia tăng tài sản của mình, thì hãy click vào cái đường link ở dưới để đặt lịch hẹn với Jimmy và Think Smart Brother Team để có thể đầu tư thông minh.